Thưa các bố, các mẹ, thưa các anh hùng mạng, nhà thờ Đinh Đăng Lượng là một trong tám nhà thờ dân tộc Mường, trong cái xã nước, đã hẳn kết nạp Báo hội Nhà văn Việt Nam bữa năm 2007. Thơ của bố, Ót Lâm Bê Thư Ông Ngày, bố có cái lối hình tượng phong phú của một nhà thờ dân tộc Mường, giàu tính nhân văn, ngôn tư, giàu chất hình tượng. Tuy sử dụng cái lối răng hình tượng mê như cái cách thể hiện giản dị, thơ của bố vẫn đủ đỡ mở đọc hiểu hẳn. Đan sáng tác của bố ngày càng đi bao chiêu khu bởi cái sự rung cảm án hoa đôn bê lang quyền cỏ đang còn mỏ cân cu sáng tạo từng ngày là số cho quyền mường. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, đan tôi xin mời các bố các mẹ các anh hùng mạng đều đến với hoạt động sáng tác của nhà thơ Đinh Đăng Lượng mỏ mái miết lên cái án đôn thư văn đất mường Hòa Bình. Lòng khảo táng thơ văn của quyền mường, cả trang ép tác giả đã đưa lại tán dấu ấn riêng với tán trạng tác trang đấm bán chác dân tộc. Lần này, y phải đáng đền nhà thơ Đinh Đăng Lượng mối quan mối ở quê hương Mướng Đúng. Ông là một nhà thơ có ản dấu ấn đáng kê lòng lắng bán đọc cũng lòng đối khủng văn thơ Hòa Bình. Ông cũng ản dời chuyên môn nhận tính là mối lòng chỗ ép tác giả thơ là một mướng lòng toàn quốc táo ản tám thánh côn lòng thơ ca. Nhà thơ Đinh Đăng Lượng nguyên là ủy viên thường vụ lưỡng ban tổ chức tỉnh ủy, nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Khi quê hưu, ông khổng ở mối quần mướng bên bang Khổng Đá thuộc phường Kỳ Trơn, thành phố Hòa Bình. Nhà thơ Đinh Đăng Lượng có đứa bài thơ gắn liến với quần mướng. Phần đứa tán tác phẩm của nhà thơ Đinh Đăng Lượng đều tránh chuẩn cho đề tài Tây Bắc, quê Hòa Bình. Lần này, tán mang quê đề tài dân gian, văn hóa dân tộc cũng quần mướng Hòa Bình ản thể hiện nổi bật. Ở tán tác phẩm của ông, mỗi miếng cũng thầy ản tầm láng của mỗi con mỏ đất mướng, lòng cái ứng chư, chân quỷ, vội vụn quỷ của bổ mế đới hơ. Chất thơ, chất chữ tính thẩm đâm lòng tướng trang viết, lá trò tán hoái niệm đẹp đê, thêm lung linh, huyến ảo. Bốn mường đồng áng ngắt, thơm, đất nuôi trái lúa bông cơm vẫn bời lời bạc lạc. Nước làm mưa reo vui thắt trắng tháp cho mường hay người vẫn còn rừng. Nói về nhà thơ Đinh Đăng Lượng thì trong giới văn nghệ sĩ cả nước không ai không biết. Rằng về nhà thơ Đinh Đăng Lượng, trong giới văn nghệ sĩ cả nước o nghe o mắt là một nhà thơ rất ưu tú, là con mỏ của đất mường. Đơn tác phẩm tán văn bút ký cùng đặc biệt đơn án thơ của bộ đều rất chân quý, phải rằng là vốn quý. Nhà thơ là mỏ đi đư mặt đư cùng đặc biệt khước viết rất là mãnh liệt, tí là một điều mà thật sự đơn tôi đều rất chân quý. Rằng về đơn tác phẩm của nhà thơ hay mình ý kiến ảnh rằng lòng thơ của nhà thơ có đơn tư duy khu khắc mà đặc biệt khi nó y dòng cái tâm hồn của đất, của lơi, của lung mương. Mà đặc biệt là lúc nào nó cũng mang cái hồn của đất, của trời, của cái vùng mường. Từ bài lòng cuốn ký yểu tán nhà văn hiện đại Việt Nam, hồi nhà văn xuất bản năm 2010, nhà thơ dân tộc Mường Đinh Đăng Lượng đa thô lỗ. Tôi nhấn tha, chỉ có thông qua trạng tác, miếng mới có cơ hội trái bày ản tầm lắng của miếng. Thầy tán bốn bui, lo toan, cũng khát vọng. Với tán trạng tác này, cần ý gặp lái ủn en, ối bán. Bấu chẳng nhờ tôi là chị lớp này. Bấu chỉ nhờ tôi là nhà văn, nhà thơ. Cũng tôi thầy này là hạnh phúc. Trình đời khổng văn hòa, với tán bán chác của con mỏ trắng riêng, mỏ mướng ở Hòa Bình trắng chung. Đà lá cho nhà thơ Đinh Đăng Lượng có ản vụn khủng, chiêm nghiệm, đỡ có ản tán tác phẩm thơ văn trang dấu ấn riêng. Quần mướng đất đá cũng con mỏ Hòa Bình xuất hiện điếu đắn lòng phấn đứa tán tập thơ của ông. Cỏ tán nuôi niếm, tâm tư cấn chia chế. Đứa hình ánh thân thương, ản nhà thơ nâng chất vô vế cũng lưu dư như lưới mảng hát ru, đi khắp bồn mướng, bên pang bếp cúi, bông cơm, lại ló của mướng. Lá hội viên Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn hóa tán trật tố thiếu chỗ Việt Nam. Với tán đóng góp của miếng, nhà thơ Đinh Đăng Lượng đã vinh dự có ản huy chương vì chữ nghiệp Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Những cái mảng văn hóa mướng
tập trung vào là chủ yếu là về những cái từ những cái văn hóa vật thể phi vật thể của tỉnh, ví dụ như là mò đấy, hay là chiêng mướng hay là những cái những cái lán điệu với dân ca mướng phi đưa nó qua thì mình nâng nó lên thành cái tác phẩm của mình. Cái đó thì nó rất là quý bởi vì các địa phương khác là cái như có thể nói là cái sản phẩm cái đặc sản của cái tỉnh mình phải mặt tận dụng cái gì. Chất thần là môi kỳ chư thôi nghiệp lưỡng Đại học Bách Khoa, tương la huyết ở nhà bảy dạy kỳ trơn. Tùy nhà thơ Đinh Đăng Lưỡng trắng theo hót, nghiên cứu bái ban với lý luận văn chương. Thiểm án này y lấy lá lưới thể, đứa ông trắng bí lý luận chờ cường áp đấy, mà chẳng tác theo mỗi cách tự nhiên khi bắt nhịp vào đối khổng văn hóa quần mướng. Vấn thơ của ông cỏ nhác điếu, nhịp điếu thanh thoát, tươi tặn, yến chiến. Trình vĩ thìa, mỗi chỗ chàng tác phẩm của ông cũng đã ản phô nhạc như bái hát, vui hối cống chiêng, mối thới thương nhử, quan cải quê mến của nhạc chi Huy Tâm, hốn chiêng, nhạc chi Vu Khảnh, bỏng câu Chu Đống, nhạc chi Đinh Thanh Lưỡng. Nhà thơ Đinh Đăng Lưỡng đã lá thối cổ huyệt khi ông quá lá công tác chỉnh trí. Lâu quế với đối khổng thương ấy, ông lái ản toán tâm toán ỷ đỡ chàng tác thơ văn. Này cô lại nhớ cái ủng hố đúng hánh của vợ ông, mế Đỉnh Thí Bày. Trong quá trình viết bài ấy, có những khi là ông cũng bị tứ, thì hoặc là những cái tứ này cũng cu rối, cũng chẳng nhở, ản tha thì mà viết. Thì lại hai người lại trao đổi thì cô cũng có tư vấn cho ông tứ những cái câu, những cái tứ để mà viết cho nên thế là ản những cái câu của tứ ngữ mà là cù kỳ ngày xưa mình ít dùng tiếng ạ. Thì hoặc là có khi là con phải đi hỏi những cái các cụ ở xã thông quen của thảm chín mà thôi ạ, là nguồn gốc như thế nó rồi thì tứ ngữ như thế nó thì quý ý hai người để trao đổi lại nói cho nhau để mà bổ sung vào cái bài viết cho là thảm thiết hơn lên, cho là đúng tứ ngữ hơn lên so với cái mướng như thế này hay cỏ tứ những cái câu mà là đắm lắm nhưng mà cứ nói thành xuôi thì cũng chẳng đáp ứng ản, y phải nói thành mướng hơi y mới đáp ứng ản những cái câu tứ ngữ là đắm đá như thế ạ. Chàng tác bơ tán năm bảy mươi của thể ký lước với khênh trăm mươi răm mái miết ớt lên cái nấm ná thơ ca. Nhà thơ Đinh Đăng Lưỡng đã cỏ ản tán tập thơ nắng thay đếu với đứa tập in chung với tán tác gia khác như hối cống mùa xuân, khu móc lòng mắt gương, đứng lặng. Tán tập thơ in riêng của nhà thơ cỏ thế đáng đền như món ở đấu nguốn, bằng cây Chu Đống, hốn chiêng, cảnh đống giám mái miết, chữ hoa bông lăng, bút kỳ lúng đất phía đính đấu. Khênh ni nhất là cuốn bút kỳ tán văn theo cảnh ong bao cống tập thơ bổn mướng. Ở trái A thì chàng tác thơ Hà Trương Bính năm 1977. Điểm may nhà thơ Đinh Đăng Lưỡng đã có đứa trái thướng quan lõng như trái ba, trái thướng văn nghệ mướng năm tỉnh Hòa Bình 1991, hàng nghìn khục làm lẻ mối. Trái nhất trái thướng văn nghệ trăm rằm tỉnh Hòa Bình. Trái chê, hồi đúng trái thướng hối văn nghệ tán trần tốt thiếu chỗ Việt Nam năm hàng nghìn khục làm lẻ trăm. Các tác phẩm văn học. Đơn tác phẩm văn học của bộ rất đa dạng, phong phú. Mê đặc biệt, tôi rất ấn tượng với đơn tác phẩm như Bỏng Câu Chú Đông, Hắng Bốn Mương. Ngay cái tên của nó đã là cho minh chứ để cái lịch sử, rất đưa cái điều về cuộc khủng, về con hỏa lang mương lấy nì. Đặc biệt là đơn tác phẩm của bộ, ngay cái tiêu đề đã gửi cho bầu, ví dụ như Bốn Mương, đã liên tưởng cho bầu rồng xa ảnh cái khoáng không gian, đỡ cho đơn tác giá khá kia ảnh. Chính tinh tỷ mà thơ của bộ ảnh đưa nhạc sĩ Phú Thư cũng có đăng tác phẩm gây ảnh ấn tượng, gây ảnh sướng vang. Cũng được rất là nhiều nhạc sĩ phổ thơ. Và có những tác phẩm gây được ấn tượng, gây được tiếng vang. Hiện nay thì cái đề tài tôi quan sát thì thấy rằng em ổn miền núi nói chung và cái Hòa Bình nhưng nói riêng thì cái phản ánh cái đề tài nó rất là đa dạng. Thế nhưng mà thì góp phấn vào là cái đề tài về cái hình tượng cái về văn học các dân tộc tỉnh Mường tỉnh Hòa Bình ấy, thì rõ ràng là rất là kỳ công rồi mà đòi hỏi là em muốn công bố là phải
chẳng phải nói anh chỉ có đọc, anh chỉ có thưởng thức những cái tác phẩm dân ca của địa phương, nhưng mà anh phải thẩm đầm mình vào, ngầm vào miếng lờ thánh cái của miếng, nhưng mà miếng chất lọc chứ miếng chẳng sao chép cái để lại, miếng nâng ở lên thành cái giá trị nó cao hơn. Bớ khâu thời ký tại lập tình, ông Tràng Tác cũng đang khả điếu liền bảo Hòa Bình, tạp chí văn nghệ Hòa Bình, bảo văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Tán tác phẩm của ông Ản Đọc ngâm thơ liền chữ chính văn nghệ của Đài Thiểng Nổi Việt Nam. Múa cỏ thui thương khùng với tán hoái niệm hối ức, nảy như là hành trang đỡ nuôi đường đối khùng tình thân cô bấu lòng trắng đường tiếp theo. Thiệp má vời tác giá Đinh Đăng Lưỡng, tán hối ức chiến đới hơ, luôn cỏ mách nổi cho đỉnh hôm nay, cũng hưởng đỉnh ngày mai. Ông tứ chữ viết cho miếng, cũng viết cho lớp thôn con dân tộc mướng đối khâu. Tán thùng điệp ông trăng tha nhéo nháng, đê thẩm ba loáng mỏ, thông qua chỉnh tiêu đế của tán tác phẩm. Miếng công thầy ản cái cưới cảm chân tính của nhà thơ Đinh Đăng Lưỡng, quê quyệt chư chín tán vốn quỷ văn hóa dân gian. Truyền chuốt lòng nảy là hành chính của tán con mỏ, quần mướng luôn ấn chửa bằng giảng của lịch sử của quả khử. Này cũng là một hành trang quỷ giả, cấn ản chân quỷ lưu dư, lăng quả chính phát triển của văn hóa mướng trắng riêng, cũng của văn hóa tán trần tốt tình Hòa Bình trắng chung.